Xin chào tất cả các bạn, Khắc dấu Nam Việt xin phép được giới thiệu mẫu dấu mã số thuế công ty. Dấu mã số thuế là dấu hiển thị những thông tin, thứ nhất là tên công ty, thứ hai là địa chỉ và thứ ba là mã số thuế của công ty. Dấu thông thường được bố trí với hình thức như thế này, đã đầy đủ nội dung. Mỗi khi đóng vào hóa đơn hay đóng vào các quyển, hóa đơn chứng từ, thu chi của công ty hay hóa đơn của thuế, với mức giá từ 140.000 cho đến 160.000, các bạn đã có thể sở hữu mẫu dấu rất tiện ích như thế này. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ bằng những thao tác đơn giản như thế này, chúng ta đã có hình ảnh dấu mã số thuế công ty rất rõ ràng và sắc nét. Hãy liên hệ với Nam Việt để đặt hàng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.